Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện ánh trăng vì tôi mà đến. chương 61, Đào Khê bước tới trước mặt Lâm Khâm Hòa, trong tay anh là một túi hạt rẻ giang đường, anh đưa nó cho cậu. Hạt rẻ vẫn còn đang nóng hổi, mùi thơm phả vào mặt, Đào Khê lấy một hạt ra rồi tách vỏ ăn, hương vị ngọt ngào làm cậu híp cả mắt lại, cơn cáu kính dường như tan biến cả rồi. Cậu hỏi Lâm Khâm Hòa, sao anh biết em muốn ăn hạt rẻ giang đường thế? mua ở đâu vậy ạ à? lâm khâm hòa liếc dương tranh minh vẫn đang đứng đó dẫn đào khê đi đến cửa thang máy cạnh cửa hàng hoa quả có một quán bán hạt rẻ giang đường lúc đi mua trái cây lâm khâm hòa thấy đào khê cứ liếc nhìn quán hạt rẻ bên cạnh liền biết là cậu muốn ăn vì vậy anh tranh thủ lúc bọn họ đang nói chuyện đã đi mua một túi vậy sao sao em chẳng nhớ gì đào khê tách thêm một hạt nữa đút cho lâm khâm hòa ăn lâm khâm hòa thấy sắc mặt đào khê bình thường thì mới thoáng cảm thấy yên tâm anh không nói chuyện trong phòng bệnh mà chỉ hỏi buổi chiều em có về trường không đào khê ăn tiếp hạt nữa gật đầu em nghỉ học cả chiều qua với sáng nay lận nhiều quá về phải bắt kịp giờ học với làm bài tập nữa đào khê cùng lâm khâm hòa bước ra khỏi bệnh viện bỗng cậu quay đầu nhìn về tòa nhà cao tầng của khu phòng bệnh dường như lâm khâm hòa biết cậu đang nghĩ gì anh hỏi muốn đến xem thế nào không Đào khê rũ mắt im lặng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hai người cùng quay về trường, dường như cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Cường độ học tập của học sinh cấp 3 rất căng thẳng, đào khê cũng không có tâm trạng suy nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ tập trung chuẩn bị cho top phô và thi cuối kỳ. Có điều trước Tết Dương Lịch một ngày, Phương Tổ Thanh đã đích thân gọi điện cho cậu. Ông cụ ân cần mà tha thiết nói rằng ông hy vọng cậu có thể về nhà dùng bữa vào buổi tối. Đào Khê đồng ý dương tranh minh lái xe đến nhất trung văn hoa đón đào khê bảo vệ ngoài cổng lớn nhìn thấy ông ta thì khách sáo hỏi tổng giám đốc dương đến đón con trai sao dương tranh minh chỉ cười gật đầu tan học đào khê và lâm khâm hòa vừa đi tới cổng trường thì thấy dương tranh minh hai ngày gần đây dương tranh minh rất chăm chỉ tới đây hết tặng quà thì lại đưa cậu đi ăn cậu nhìn nhiều quá cũng thành quen dương tranh minh bước nhanh tới cầm lấy cặp sách của đào khê dưới ánh mắt kinh ngạc của anh bảo vệ Ông ta mỉm cười, ba tới đón con về nhà ông ngoại. Đào Khê cảm thấy nụ cười trên gương mặt của Dương Tranh Minh hơi quen thuộc. Cậu ngẫm nghĩ, cũng không từ chối, dù sao sau này còn rất nhiều năm nữa, cho dù Dương Tranh Minh có là người như thế nào thì mối quan hệ cha con của bọn họ cũng chẳng thể nào thay đổi được. Từ trước tới nay Lâm Khâm Hòa chưa từng hòa nhã với Dương Tranh Minh, lúc này mặt lại càng khó coi hơn, anh cúi đầu hỏi Đào Khê tối nay em có về không. Đào Khê hơi do dự, lúc ông ngoại gọi điện cho cậu thì có ý muốn giữ cậu lại qua đêm, vậy nên cậu cũng không chắc chắn lắm có lẽ sẽ quay về à. Lâm Khâm Hòa cũng không nói thêm gì, chỉ bảo được. Đào Khê nói lời tạm biệt với Lâm Khâm Hòa xong thì ngồi lên xe của Dương Tranh Minh, vừa hay lúc này tất thành phi đi ngang qua thấy cảnh ấy thì trợn tròn mắt. Cậu ta chạy tới khoác tay lên vai Lâm Khâm Hòa, kinh hãi hỏi, học thần, sao Khê ca lại lên xe của ba Dương Đa Lạc thế? Tất Thành Phi bỗng nhớ tới chuyện cuộc thi CAC, Dương Tranh Minh cũng bị dính vào mớ thị phi này, cậu ta như bừng tỉnh ra điều gì, chả nhẽ ông ta tới nhận lỗi với khê ca sao? Hay là muốn dọa nạt, dụ dỗ, dỗ gì đó? Lâm Khâm hòa hất tay Tất Thành Phi ra, không nói gì mà quay người bước đi. Tất Thành Phi đứng đờ ở đó lo lắng cho sự an nguy của Đào Khê, rồi bỗng nhớ tới vẻ mặt ban nãy của Lâm Khâm Hòa, biểu cảm đó cứ như thể thấy Đào Khê bị lừa bán đi vậy. Đào Khê ngồi ở ghế phụ nhìn Dương Tranh Minh vừa luống cuống tay chân chọn nhạc, vừa hỏi xem cậu thích nghe bài nào, cậu nói bài nào cũng được. Dương Tranh Minh bật một vài bài hát mà ông ta cho là các cậu con trai cấp 3 sẽ thích nghe, đắn đo nghĩ đề tài để nói chuyện với Đào Khê. Chỉ là những chuyện liên quan tới học tập và vẽ vời, nhưng hai người vốn chẳng quá thân thiết với nhau, cũng chẳng có gì để nói. Đào Khê trả lời cho có nhưng Dương Tranh Minh cũng không hề tỏ ra khó chịu. Lúc ngồi trên xe, Cuối cùng Đào Khê cũng nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy nụ cười của Dương Tranh Minh quen thuộc đến thế. Cái lần tới nhà hàng đồ cua mà đụng phải Dương Tranh Minh đưa Dương Đa Lạc đi gắp thú bông đó, trên gương mặt Dương Tranh Minh cũng mang một nụ cười lấy lòng và nuông chiều. Chỉ có điều, hiện tại sự lấy lòng ấy càng sâu đậm hơn, cùng với đó là cả những lúng túng và gượng gạo. Cậu bỗng cảm thấy có chút nực cười, Dương Tranh Minh không lấy lòng được cậu con trai giả, giờ lại quay sang lấy lòng cậu con trai thật ông đã đổi vai quá nhanh như thể chưa từng từng có chút tình cảm nào với dương đa lạc vậy có lẽ chỉ những người lạnh lẽo vô tình như vậy mới chẳng chút ngại ngần đi tìm tình nhân mới sau khi người mình yêu thương nhất qua đời thấy đào khê không có hứng thú nói chuyện với mình dương tranh minh nói được một lúc thì cũng thôi lúc này là giờ cao điểm buổi tối nên đường bị tắc tiếng còi xe vang lên liên tục bên ngoài cửa kính ô tô sen lẫn với tiếng nhạc khó chịu trong xe đào khê khẽ chợp mắt ngay lúc cậu sắp ngủ thiếp đi thật thì chợt nghe Dương Tranh Minh nói. Đào Khê, khoảng thời gian này ba vẫn chưa nói với con một lời xin lỗi. Chuyện của Dương Đa Lạc và Quan Phàm vẫn cũng có một phần trách nhiệm của ba. Ba đã chia tay với cô ta rồi. Đào Khê nhắm mắt không trả lời. Dương Tranh Minh biết Đào Khê vẫn đang nghe. Ngón tay ông ta khẽ vuốt ve vô lăng, do giữ mất một lúc cuối cùng cũng quyết định nói ra, thực ra, những năm này ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha bây giờ lại nói muốn bắt đầu làm một người ba tốt thì nghe có vẻ hơi nực cười, nhưng ba thực lòng rất muốn làm vậy, hy vọng con, không phải ba muốn con mau chóng chấp nhận mình, chỉ mong con đừng kháng cự ba, hãy cho ba một chút ít cơ hội để bù đắp lại cho con. Từ trước đến nay Dương Tranh Minh luôn giỏi chuyện ăn nói, tuy những lời vừa rồi lắp bắp mãi mới nói được ra, nhưng rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. Đào khê hơi hé mắt, Dương Tranh Minh bỗng nhiên nghiêm túc như vậy cậu lại chẳng biết nói gì, chỉ khẽ mím môi thấy đào khê không lên tiếng dương tranh minh quay sang hỏi một cách thận trọng con và lâm khâm hòa đang ở bên nhau sao đào khê nghe thấy tên lâm khâm hòa thì lập tức nhìn về phía dương tranh minh trong mắt mang theo sự đề phòng khó giấu dương tranh minh nhìn ra được sự đề phòng này cười khổ một tiếng rồi vội vàng giải thích không phải ba muốn phản đối hay gì khâm hòa là một đứa trẻ ngoan ba chỉ muốn nói rằng con có thể tự do làm những điều mình thích ở bên người mình thương ba sẽ luôn luôn ủng hộ con. Đối với mối quan hệ giữa Đào Khê và Lâm Khâm Hòa, Dương Tranh Minh vừa nhìn là đã nhận ra. Ông ta không có ý kiến gì với chuyện này, cũng không có quyền để nêu ý kiến. Chỉ có điều ra phòng nhà họ Lâm rất nghiêm khắc, ông cụ nhà ấy nổi tiếng bảo thủ cứng nhắc. Ông ta nghĩ tơi vị ấy chẳng khác ba vợ mình một ly nào thì không khỏi cảm thấy lo lắng rằng sau này Đào Khê cũng sẽ phải trải qua những lận đận chớ trêu như mình đào khê cảm thấy hơi ngạc nhiên với những lời nói đột ngột này của dương tranh minh cậu im lặng một lúc rồi quay đầu sang nhìn ông ta dương tranh minh nhìn dòng xe cổ phía trước cảm nhận được tầm mắt của đào khê thì ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấm áp hỏi sao vậy đào khê mím môi không đáp lại lời dương tranh minh vừa hỏi chỉ bà hoa tắt nhạc đi không hay dương tranh minh sững sờ trong giây lát gương mặt lộ ra nụ cười được rồi vội vàng tắt nhạc sau khi gia đình nhà họ phương chuyển ra khỏi khu nhà cho giáo sư ở đại học văn hoa thì vẫn luôn sống trong một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố đó là một căn nhà riêng với một khoảng vườn riêng được hai ông bà chăm sóc rất tốt ánh trăng sáng trên bầu trời đêm xe ô tô chậm rãi lái vào sân trong bên sân đã thắp sẵn một ngọn đèn đào khê ngồi trong xe nhìn hai ông bà cụ đang dìu nhau đứng bên cửa dưới ánh đèn vàng ấm áp thấy xe vào còn bước lên vài bước vẫy tay mỉm cười với cậu không biết vì sao mà đến tận sau này, Đào Khê vẫn còn nhớ hình ảnh này rất lâu. Cậu vừa xuống xe thì được ông bà đón vào trong nhà, nghênh tiếp cậu là một bàn đầy những món ăn thơm ngon cùng tình cảm dịu dàng ấm áp. Diệp Ngọc Vinh giúp cậu treo cặp và áo khoác lên rồi dẫn cậu đi rửa tay. Phương Tổ Thanh đưa cậu tới nhà ăn đã chuẩn bị sẵn bữa tối từ lâu, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon. Diệp Ngọc Vinh bảo cậu ngồi xuống, mỉm cười giới thiệu cho cậu về những món ăn bà tự làm bà không biết con thích ăn gì nên mỗi món làm một chút nếu con thích ăn món nào thì cứ nói với bà ngoại nhé lần sau bà sẽ lại nấu cho con không biết vì sao mà đào khê lại có chút cảm giác không được tự nhiên loại cảm giác này cũng không khó chịu gì mà chỉ là cậu chưa từng trải qua sự ân cần niềm nở tới mức không biết phải làm sao như thế này ngón tay cậu cuộn tròn lại khẽ nói một câu cháu cảm ơn bà trong nhà mình thì có gì phải nói cảm ơn chứ diệp ngọc vinh cười nói Nghe thấy một tiếng, tinh, trong phòng bếp thì định quay vào lấy món cuối trong lò nướng ra. Dương tranh minh vội vàng bảo Diệp Ngọc Vinh ngồi xuống rồi tự mình vào bếp bê thức ăn ra. Đây là món cánh gà nướng tỏi, mới từ trong lò ra nên còn nóng hôi hổi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Dương tranh minh đặt thức ăn lên một chỗ trống trên bàn. Phương Tổ Thanh đã ngồi xuống từ lâu bỗng vịn vào bàn chậm rãi đứng lên. Ông cụ mới ra viện chưa được bao lâu, tay chân vẫn có chút bất tiện một tay ông trống lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía đào khê, tay kia từ từ chuyển đĩa cánh gà nướng tỏi kia tới trước mặt đào khê, hiền lành nói. Trẻ con đều thích ăn mấy món này, ông bà già rồi gặm không nổi nữa. Đào khê nhìn bàn tay khẽ run rẩy một cách không kiểm soát được kia, nghe thấy một tiếng trẻ con thì ánh mắt bỗng nhòe đi. Cậu mau chóng chớp mắt, đứng lên dìu phương tổ thanh ngồi vào ghế. Dương tranh minh đã chuẩn bị sẵn một vài loại đồ uống, lấy ra hỏi đào khê muốn uống loại nào, nhưng cậu nói mình chỉ uống rượu nếp thôi. Bình rượu đó là do Diệp Ngọc Vinh ủ, bà cụ nghe thấy đào khê thích uống thì cười vui lắm. Mẹ cháu ấy, từ nhỏ đã thích uống rượu nếp bà làm, nhưng chỉ cần uống hơn một chén là say ngay. Có lần con bé uống trộm mà say bí tỉ luôn, bà tưởng nó bị ốm còn đưa tới bệnh viện nữa. Kết quả là nó làm loạn cả lên, cứ như trò hề vậy. Đào Khê luôn cảm thấy tò mò về người mẹ của mình, hai ông bà liền kể cho cậu nghe rất nhiều những câu chuyện đã qua của Phương Tuệ. Trong lời kể của họ, Đào Khê biết rằng mẹ mình cũng giống như bao cô gái gia đình giàu có khác, đơn thuần mà hồn nhiên. Bà lớn lên trong môi trường tràn ngập tình yêu thương, nhưng họ lại không nói vì sao Phương Tuệ lại tới Đào Khê loan một mình. Không khí bữa cơm này giống như bao bữa cơm tối giao thừa của các gia đình bình thường khác, có lẽ vì hệ thống lò sưởi trong phòng quá đội ấm áp, dễ dàng khiến con người ta thư thái thả lỏng. Đào Khê bỗng này sinh một loại ảo giác, rằng dường như mình vẫn luôn sống ở đây suốt 17 năm qua. Mỗi ngày sau khi tan học, cậu đều ném cặp sách lên ghế sofa, bà ngoại sẽ làm một bữa cơm thật ngon rồi gọi cậu đến ăn, ông ngoại sẽ hỏi cậu hôm nay học được gì ở trường. Với sự vắng bóng của 17 năm và những khoảng trống ấy thì cho dù mối quan hệ huyết thống có sâu đậm đến nhường nào cũng không thể xóa đi sự xa lạ chỉ trong một sớm một chiều. Những kẽ hở của năm tháng này có lẽ cần tới một, hai năm, hoặc có khi là một khoảng thời gian rất dài mới có thể lấp đầy. Có lẽ một ngày nào đó, năm tháng sẽ hàn gắn lại những vết nứt kia, và cuối cùng bọn họ cũng sẽ sống hòa thuận bên nhau. Giữa lúc đang dùng bữa, Phương Tổ Thanh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đề cập tới chuyện của Dương Đa Lạc với Đào Khê. Đây là lựa chọn mà họ bắt buộc phải làm. Thằng bé đã làm ra chuyện sai trái như VH, suy cho cùng vẫn là lỗi của chúng ta, là do chúng ta quá nuông chiều nó, để nó học thói hư tật xấu mà đi vào con đường sai lầm Nhập đến đứa trẻ này, ánh mắt của phương tổ thanh hiện lên sự thương tiếc Chúng ta nuôi thằng bé lớn, công ơn nuôi dưỡng này không đòi hỏi nó phải báo đáp Sau khi thằng bé trưởng thành, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục chăm sóc nuôi nấng nó nữa Bản thân nó làm sai thì nó phải chịu trách nhiệm cho chuyện ấy Phía bên trường học cũng đã đưa ra hình thức xử lý là buộc thôi học Ông bà sẽ không che chắn thay nó nữa, chỉ có điều chỉ có điều, dù sao thằng bé cũng là đứa trẻ do một tay ông nuôi lớn, ông có thể nhẫn tâm cắt đứt ân nghĩa dưỡng dục này nhưng không thể trơ mắt đứng nhìn nó và cháu trai ruột của mình vướng vào một cuộc kiện tụng. Phương Tổ Thanh thở dài, chuyện của mấy ngày nay đã khiến ông cụ già đi rất nhiều. Ông khẩn khoản nói lời yêu cầu với Đào Khê, cháu à, ông biết cháu sẽ không tha thứ cho nó, cũng không mong cháu phải thông cảm cho nó, chỉ là cháu có thể nể mặt ông ngoại mà không truy cứu trách nhiệm pháp lý nữa hay không sau này cháu và nó không còn bất kỳ quan hệ gì nữa chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không để nó ở lại đây ngôi nhà này vĩnh viễn chỉ là gia đình của cháu mà thôi nếu dương đa lạc không làm ra chuyện như vậy thì với bao nhiêu năm tình cảm có lẽ bọn họ vẫn sẽ giữ cậu ta ở lại nhà nhưng bây giờ họ đã biết rằng cháu trai ruột của mình sẽ không bao giờ có thể sống hòa thuận với dương đa lạc giữ cậu ta lại đào khê e rằng mình chẳng muốn quay về chút nào phòng ăn yên tĩnh Diệp Ngọc Vinh cũng nhìn Đào Khê với ánh mắt khẩn khoản, còn Dương Tranh Minh im lặng không nói gì. Đào Khê yên lặng một lúc, cuối cùng chỉ đáp, được à? Cậu không phải là người rộng lượng, chỉ có điều cậu không muốn nhìn thấy ông bà ngoại mình cảm thấy khó xử vì là người đứng giữa. Cho dù cậu biết hai ông bà sẽ không thể nào tuyệt tình với Dương Đa Lạc như thế, nói bỏ mặt là bỏ mặt luôn được, nhưng cậu sẽ không quan tâm nữa, bởi vì Dương Đa Lạc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu rồi. Sau đó, bầu không khí dần sôi nổi trở lại đào khê uống hết một chén rượu nếp không nhịn được mà rót thêm một chén nữa lúc uống xong thì đôi mắt vẫn trong veo diệp ngọc vinh cười cảm thán nói tiểu lương của cậu tốt hơn so với mẹ cậu nhiều dùng xong bữa tối cả nhà ngồi nói chuyện cùng nhau trong phòng khách phương tổ thanh muốn giữ đào khê ở lại còn dẫn cậu đi xem căn phòng mới đã được dọn dẹp cẩn thận căn phòng ấy rất lớn có một ban công rộng và nhiều giá vẽ lớn nhỏ khác nhau nhưng Đào Khê nói lời từ chối, cậu chỉ bảo ngày mai phải tới trường sớm, mà nơi này cách trường hơi xa. Thấy vẻ mặt thất vọng của ông bà, cậu hứa rằng sau này được nghỉ nhất định sẽ tới ở lại. Hai ông bà cho rằng cậu ở ký túc xá, vì vậy bảo Dương Tranh Minh lái xe đưa cậu về. Dương Tranh Minh lái theo địa chỉ mà Đào Khê đưa, tới trước cổng khu phố nơi Lâm Khâm Hòa ở. Trước khi cậu bước xuống xe, Dương Tranh Minh xoắn suýt một lúc rồi cũng không nhịn được mà nói đầy ẩn ý nhắc nhở cậu con trai mình, con còn nhỏ, có một số chuyện, vẫn nên đợi đến khi nào trưởng thành mới nên làm. Suốt dọc đường đi về, Đào Khê vẫn luôn ngủ thiếp đi, lúc này vừa mới bị đánh thức không được bao lâu, cậu mờ mịt nhìn ông ta chuyện gì cơ. Ha ha, không có gì, Dương Tranh Minh lúng túng dừng đề tài này lại, ông ta nhìn Đào Khê liền biết đứa nhóc này vẫn còn là một trang giấy trắng, rồi nghĩ đến người chững chặt như Lâm Khâm Hòa, có lẽ thằng bé này sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Ông ta cười nhẹ, đưa mắt nhìn đào khê đi vào khu phố nhưng vừa nghĩ vừa cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm ông không phản đối chuyện con trai mình yêu lâm khâm hòa nhưng chuyện thằng bé ở lại trong nhà người khác là như thế nào ít nhất cũng phải để lâm khâm hòa thi thoảng tới nhà con trai mình ở chứ dương tranh minh lắc đầu quyết định sẽ mau chóng sang tên căn nhà nhìn ra bờ sông vừa mua cho đào khê càng sớm càng tốt lúc đào khê về tới nhà thì lâm khâm hòa đang tắm lâm khâm hòa tắm xong mặc áo choàng tắm vào rồi mở cửa ra. Vừa bước ra liền thấy một bóng người chạy như bay tới, anh nhanh tay ôm gọn vào lòng. Hai tay đỡ lấy mông và eo của đào khê, vẻ mặt bình tĩnh nhưng sự kinh ngạc cùng ý cười trong mắt lại không thể giấu được. Anh tưởng rằng em ở lại nhà ông ngoại chứ. Hai chân đào khê quặp lấy eo lâm khâm hòa, một tay cậu ôm chặt lấy cổ anh, tay kia thì nâng cầm anh lên, cười nói em muốn về đón giao thừa cùng anh. Lâm khâm hòa thuận theo tay cậu mà ngửa cổ lên, nhìn đào khê tối nay dính người đến khó hiểu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mà hỏi cậu cùng thế nào. Đào khê còn chưa phản ứng kịp, đầu óc đơ nặng như trì, hỏi anh cùng thế nào cơ. Lâm khâm hòa nhìn đăm đăm vào đôi mắt mơ màng của đào khê hai giây, trong lòng khẽ thở dài. Anh ôm lấy cậu đi về phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi, hôm nay ở nhà ông nội ăn ngon không em? Đào khê nghe thấy câu hỏi này thì hai mắt sáng lấp lánh, nở một nụ cười, ngon lắm luôn, bà ngoại cho em bao nhiêu là món ngon. Vậy em thích món nào nhất? Đào khê ngẹo đầu xoắn suýt một lúc, cuối cùng nói cánh gà nướng tỏi. Nghĩ nghĩ thế nào lại bổ sung thêm, còn cả rượu nếp bà ngoại ủ nữa, cực ngon luôn. Hèn chi, lâm khâm hòa ôm đào khê bước tới cánh cửa sổ sát đất. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, qua tấm cửa kính kia có thể nhìn ra quảng trường ven sông lấp lánh ánh đèn neon ở nơi đó, đám đông đang tưng bừng náo nhiệt chờ đón năm mới đến. Lâm Khâm Hòa vốn định đặt đào khê ngồi lên ghế tựa, nhưng chân tay cậu cứ quấn chặt lấy anh không muốn buông ra, vì vậy anh đành tiếp tục ôm lấy cậu, chậm rãi đi quanh phòng như đang dỗ một đứa trẻ, hỏi cậu về trải nghiệm lần đầu tiên quay về nhà ông bà ngoại. Em có phòng rồi nha, có ban công to lắm luôn, nhìn ra được cả vườn hoa nữa. Ông ngoại nói em có thể vẽ trang ở đó, đào khê kề sát tai Lâm Khâm Hòa thì thầm nói nhỏ. Có thích căn phòng đó không? Thích, lần tới em sẽ dẫn anh đến chơi nha." Lâm Khâm Hòa cười, "Được, bà ngoại nói muốn đan khăn cho em, bảo em chọn len." Đào Khê rủ rỉ bên tai Lâm Khâm Hòa, như thể đang chia sẻ một bí mật vui vẻ nào đó. Lâm Khâm Hòa lại hỏi, "Vậy em đã chọn màu gì?" Đào Khê cong môi, "Em nói cả hai màu xám với màu đen đều đẹp, thế là bà ngoại nói sẽ đan cả cho em. Tới lúc đó em sẽ chia cho anh một cái." Được, ý cười trong mắt lâm khâm hòa càng sâu hơn. Nói mãi cũng chẳng còn gì để kể nữa. Đào khê vui vẻ xong thì bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu gác cầm lên vai lâm khâm hòa. Anh nghiêng đầu hôn lên mái tóc cậu có muốn anh tắm giúp em không? Đào khê đã chẳng còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa rồi. Gật đầu nói, được nha, được nha. Lâm khâm hòa ôm lấy cậu, xoay người bước về phía phòng tắm, đặt cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt. Đào khê ngoan ngoãn ngồi đó, hai tay chống lên thành bồn, khẽ hé môi, hai mắt mở to ngóng nhìn Lâm Khâm Hòa, bộ dạng chẳng khác gì đang chờ được hầu hạ cả, thậm chí còn không biết tự cởi quần áo ra nữa. Lâm Khâm Hòa nhìn đăm đăm vào bờ môi của Đào Khê, vươn tay nắm lấy cầm cậu, dặn dò, sau này ở bên ngoài không được phép uống rượu nữa, rượu nếp cũng không được, em nghe không? Đào Khê cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp, được. Nhưng Lâm Khâm Hòa biết, giờ phút này dù anh có muốn lên giường với cậu thì cậu cũng sẽ không chút do so dự mà đồng ý, cho dù cậu chẳng hề biết lên giường nghĩa là gì. Đào Khê không để ý tới ánh mắt kỳ quái của Lâm Khâm Hòa đang nhìn mình mà vẫn nhớ tới chuyện đi tắm, cậu khẽ đá vào chân Lâm Khâm Hòa, thúc giục em muốn tắm cơ. Nhưng giây tiếp theo, cậu nghiêng người đón nhận nụ hôn của Lâm Khâm Hòa, anh tách hai chân cậu ra, siết chặt lấy eo và gáy cậu. Đào Khê bị buộc phải ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng của Lâm Khâm Hòa. Cậu được hôn tới mức cảm thấy thoải mái vô cùng, Hai tay tự giác víu lấy cổ Lâm Khâm Hòa, chỉ có điều nụ hôn ấy càng ngày càng gấp gáp và mạnh mẽ khiến da đầu cậu tê dại. Cậu không khống chế được mà ưỡn ngực lên, hai chân vô thức kẹp chặt lấy người phía trước. Một bàn tay khẽ vuốt nhẹ từ dưới eo lên, mỗi chỗ nó lướt qua đều khiến cơ thể cậu run rẩy. Cuối cùng, bàn tay ấy dừng lại ở cổ cậu, ngón tay linh hoạt cởi cúc áo sơ mi trường của cậu ra. Cậu bị hôn tới mơ màng, mãi cho đến lúc được ôm vào trong bồn tắm thì mới nhận ra quần áo của mình đã bị lột sạch từ bao giờ. Lâm Khâm Hòa cởi chiếc áo choàng tắm đã ướt nhẹp từ lâu ra, sau đó bước vào trong bồn tắm. Bồn tắm vốn chẳng hề nhỏ bỗng chốc trở nên chật trội hơn, là nước ấm áp từ từ chảy vào trong bồn. Đào Khê tránh sang một bên muốn nhường chỗ cho Lâm Khâm Hòa, định bụng tắm cùng anh nhưng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì trời đất đã quay cuồng. Hóa ra là bị Lâm Khâm Hòa siết chặt eo đè ở dưới. Năm mới sắp tới gần, Đào Khê được tắm rửa sạch sẽ đang nằm dài trên giường. Lâm Khâm Hòa ôm lấy cậu, thoa thuốc mỡ lên phần đùi trong của cậu. Đào Khê dựa vào trong ngực Lâm Khâm Hòa, cậu buồn ngủ tới mức sắp thiếp đi đến nơi rồi, để mặc tay của anh vuốt phe chiêu chọc chân của mình. Làn da ấy vốn dĩ săn chắc và trắng nõn giờ lại hơi đỏ ửng lên như vừa bị thứ gì đó mạnh mẽ cọ sát qua. Khoảnh khắc chuông đồ hồ vang lên, Vòng đu quay cao chọc trời phía bên ngoài ô cửa sổ sát đất kia bỗng tỏa sáng rực rỡ, những chùm pháo hoa sáng cho chiếu vào màn đêm của thành phố, đám đông trên quảng trường ven sông cùng nhau hô vang Happy New Year, gương mặt ai nấy đều tràn ngập những kỳ vọng và chờ mong cho năm mới. Lâm Khâm Hòa nắm chặt lấy tay Đào Khê, cúi người hôn lên môi Đào Khê đã nhắm mắt từ bao giờ, thấp giọng nói, "Bảo bối, chúc em năm mới vui vẻ." "Chúc anh năm mới vui vẻ." Đào Khê lấy lại tinh thần sau cơn buồn ngủ, víu lấy cổ anh muốn hôn lại Lâm Khâm Hòa nhưng chỉ hôn được tới cầm anh. Lâm Khâm Hòa giữ gáy cậu, cúi đầu hoàn thành nụ hôn này. Một năm mới lại đến, sau những cuộc vui hết mình trên quảng trường, ai nấy đều nở nụ cười và cất bước về nhà. chương 62, sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới, Dương Tranh Minh lái xe chở Đào Khê đến một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Bởi tối qua, Đào Khê nói với ông rằng cậu muốn tạo mộ cho Phương Tuệ. Nghĩa Trang nằm giữa núi và sông, trời còn sớm nghĩa trang im ắng được bao quanh bởi làn sương mù màu trắng đào khê và dương tranh minh phải đi rất lâu mới đến được mộ của phương tuệ đây là lần đầu tiên đào khê nhìn thấy mẹ của cậu dẫu cho bị ngăn cách bởi một ngôi mộ dương tranh minh nhìn phương tiên một lúc rồi đi đến một nơi khác cách mộ của bà không xa để lại đào khê nói chuyện riêng với phương tuệ đào khê đặt một bó hồng trắng trước tấm bia cánh hoa trắng như tuyết còn đọng vài giọt sương mai cậu ngồi xuống nhìn tấm bia vươn tay vuốt ve những nét chữ lạnh lẽo được khắc trên bia đá. Tấm ảnh của Phương Tuệ trên bia mộ vừa được đổi cách đây không lâu. Trong ảnh, một đôi mắt xinh đẹp, dịu dàng nhìn những người đến nơi này thăm bà. Người đến đây mỗi năm một bị thời gian hao mòn, ấy kia người trong bức hình vẫn mãi ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Đào Khê lặng thầm nhìn rất lâu như thể cậu và người đàn bà trong bức ảnh đang nhìn nhau. Cậu nhẹ nhàng nói, mẹ ơi, con đến thăm mẹ rồi đây, mẹ có nhìn thấy con không? Trong nghĩa trang chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xì xào và tiếng chim hót nho nhỏ. Rất lâu sau, cậu mới tiếp tục nói, "Mẹ ơi, con về rồi đây. Ông bà ngoại đối xử với con rất tốt, tối hôm qua con còn ăn cơm cùng ông bà nữa và bà ngoại nấu cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Bà ngoại nói con và mẹ đều thích uống rượu gạo do bà ủ nên con mới uống thêm một chén nữa, coi như con uống cho mẹ chén rượu này. Bây giờ con sống rất tốt, bên con còn có người con thích, anh ấy cũng rất thích con." vì anh ấy nên con mới đến đây và anh ấy là người đưa con trở về nhà giờ con đang học vẽ với ông nội kiều ông ấy nói là ông có một học sinh nữ rất giỏi con biết đó là mẹ mà sau này con sẽ cố gắng để trở thành niềm kiêu hãnh của ông như mẹ vậy mẹ ơi con cảm ơn vì mẹ đã luôn ở trên trời phù hộ cho con con nhớ mẹ rất nhiều mong rằng mẹ sẽ hạnh phúc khi ở trên kia sương mù dần dần phai nhạt ánh nắng vàng nhạt xuyên qua làn xương trắng mỏng manh Đào Khê đứng lên, chậm rãi cúi người xuống đối diện tấm bia. Trên đường về nhà, cả hai cha con đều im lặng, Dương Tranh Minh lái xe, nhạc trên xe không mở, Đào Khê vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một hồi im lặng, cậu đột nhiên hỏi Dương Tranh Minh, tại sao lại là làng Đào Khê loan ạ? À? Lúc đến đây, nhờ Dương Tranh Minh, cậu đã hơi rõ lý do tại sao Phương Tuệ bỏ nhà mà đi. Quá khứ từ lâu đã phủ đầy bụi, một vài lời kể khó mà tả hết được mọi chuyện cậu chỉ biết là rất nhiều năm về trước dương tranh minh vẫn còn là học trò giỏi nhất của phương tổ thanh bởi ba mẹ mất sớm được sư phụ chăm sóc nuôi nấng nên ông và con gái của sư phụ âm thầm nảy sinh tình cảm đáng lẽ đây vốn nên là câu chuyện tình cảm mà mọi người đều ngưỡng mộ nhưng kết cục của nó lại thành thế này không có hận thù cũng chẳng có sự phản bội tất cả chỉ là do sự rằng xé của tình yêu vòng xoáy đầy cuốn phương tuệ vào sâu vào giữ cơn lốc ép bà đi đến bước đường cùng bà mang thai con của người mình yêu, để giữ lại mạng sống của cậu dỗ cho bị ba mẹ từ chối. Ngay cả bản thân nhất của bà cũng bỏ qua lời cầu xin của bà mà nhốt bà ở ngoài cửa nên cuối cùng, Phương Tuệ mới quyết định chạy trốn. Xưa nay Phương Tuệ ai nói gì nghe nấy, một khi bà đã cứng đầu cứng cổ cố chấp, chắc chắn sẽ không quay đầu lại lần nào nữa. Bà mang theo lòng tin đã mất đến làng đào Khê Loan và một đi không trở về. Nhưng sao lại là làng đào Khê Loan? Đào Khê hỏi Dương Tranh Minh điều này xe từ từ tấp vào ven đường. Cậu nhìn Dương Tranh Minh cúi thấp đầu, ngón tay siết chặt vô lăng, mu u bàn tay nổi đầy gân xanh giữa tận tựa hồ đang trải qua một nỗi bi thương, hối hận vô hạn. Một lúc sau ông mới nói chuyện, giọng ông trở nên khàn khàn. Trước đây, ba rất thích nhiếp ảnh, ba chụp rất nhiều bức phong cảnh và mẹ con, mẹ của con rất thích hoa đào bên suối ở làng đào Khê Loan, ba đã hứa với mẹ con sẽ cùng cô ấy đến đây vẽ tranh những tác phẩm nhiếp ảnh của ông ở dòng suối đào khê loan kia đã từng được chú ý trong một thời gian ngắn đó là tác phẩm mà ông tự hào nhất khi đó mọi người đều sốt ruột đi khắp nơi tìm kiếm phương tuệ bất cứ nơi nào phương tuệ đi đến họ đều sẽ tìm qua thế nhưng ông lại lỡ quên mất nơi này ông quên mất ánh mắt ngóng chờ của phương tuệ cũng quên luôn cả lời hứa qua loa của bản thân đào khê nghe xong im lặng không nói gì cậu nghĩ đến lúc mà mẹ của cậu vẫn còn ở làng đào khê loan Hẳn là mẹ rất chờ mong Dương Tranh Minh đến đây nhưng cuối cùng, bà vẫn không thể chờ đợi được người sẽ dẫn nàng trở về nhà cho đến cuối đời. "Xin lỗi." Dương Tranh Minh đột nhiên nói, ánh mắt đỏ bừng nhìn Đào Khê, "Ba không đến Đào Khê Loan tìm mẹ con mà ba cũng chẳng đến Đào Khê Loan tìm con." Đào Khê không có đáp lại Dương Tranh Minh, cậu hạ cửa kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài cửa xe, gió lạnh giữa những dãy núi tràn vào, nhưng lồng ngực cậu cứ như nghẹn lại, cảm giác một ngạt này khiến cậu khó chịu. Cậu đã nghe quá nhiều lời xin lỗi rồi nên dù có nhận được nhiều câu xin lỗi hơn nữa cũng chẳng thể đưa mẹ của cậu quay về, cũng chẳng thể đem lại 17 năm dài đằng đẵng mà cậu đã bỏ mất trong suốt quãng thời gian qua. Mà cái tên đào khê được Quách Bình tùy tiện đặt này như trở thành một câu tiên tri, và cũng như là một câu chuyện cười mà định mệnh dáng xuống cho cậu. Trên đường đi về nhà sau đó, cả hai người không nói thêm câu nào. Đào khê về nhà một mình, vừa vào cửa đã thấy Lâm Khâm Hòa đang đứng cạnh chiếc ghế sofa trong phòng khách nhìn cậu. Anh mặc một chiếc áo len màu xanh xám, cầm một cuốn sách trong tay, hẳn là trong lúc đợi cậu anh vẫn luôn đọc sách. Đào khê thay cởi dày chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Khâm Hòa. Cậu không nói gì, Lâm Khâm Hòa cũng không hỏi, cứ thế mà nắm cổ tay cậu, kéo cậu ôm vào trong lòng. Cậu vùi mặt vào chiếc áo len mềm mại, ấm áp trên vai Lâm Khâm Hòa, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào lồng ngực của anh cậu hít một hơi thật sâu như một chú chim nhỏ sau một ngày dầm mưa dãi nắng quay về tổ cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi không ít buổi chiều có muốn đi ra ngoài đạp xe không lâm khâm hòa hỏi đào khê gật đầu lia lịa cậu không muốn chết ngạt ở trong nhà luôn đâu hôm nay thời tiết rất tốt một ngày có nắng hiếm thấy vào mùa đông họ đạp xe đi đến thật nhiều nơi trong thành phố văn hoa lâm khâm hòa dẫn cậu đến trường tiểu học trường trung học và cả trường mẫu giáo ngày xưa anh từng học nữa lúc đến trường mẫu giáo những người bạn nhỏ cũng tan học lâm khâm hòa và đào khê đứng ở cạnh cổng những bậc phụ huynh đến đưa đón con nhỏ không ngừng nhìn hai người thanh niên này một bà lão đứng cạnh đào khê hỏi cậu cháu đến đây đón em trai hay em gái sao cậu thuận miệng bịa chuyện cháu tới đón em trai ạ à? thằng bé lớp lớn rồi bà lão hào hứng nói cháu gái của bà cũng lớp lớn tên là vân vân gì đó bà còn nói đào khê đẹp như vậy chắc chắn em trai cũng rất đẹp sau đó bà lão hỏi đào khê tên em trai là gì có khi cháu gái của bà quen biết với thằng bé không chừng đào khê suy nghĩ một chút nở một nụ cười tên là lâm khâm hòa ạ à, cháu gái của bà có bao giờ nhắc đến thằng bé chưa ạ à? lâm khâm hòa ở bên cạnh đang ngồi trên xe đạp quay đầu liếc đào khê một cái ôi chao tên dễ nghe thật đấy nhưng mà bà chưa nghe cháu gái kể về người bạn nhỏ đấy bao giờ bà lão vô cùng tiếc nuối than thở rồi lại tiếp tục hỏi lâm khâm hòa ở bên cạnh chào anh chàng bảnh trai, cháu cũng đến đón em trai hay em gái sao? Lâm Khâm Hòa không tỏ vẻ gì, gật đầu một cái, đến đón em trai à? Vừa nói xong, không đợi bà lão hỏi thêm, anh đã tiếp tục nghiêm túc nói, lớp lớn mẫu giáo, tên là Đào Khê à? Đào Khê vui gần xỉu luôn rồi, nói với bà lão, em trai của tụi cháu chung một lớp đấy à? Tốt thật đấy, hai anh trai quan hệ tốt như vậy thì hai em trai lớn lên với nhau từ nhỏ có thể giúp đỡ lẫn nhau bà lão hâm mộ cảm thán, bỗng dưng bà nghe thấy tiếng cháu gái gọi mình bèn vội vàng đi đón cháu. Hai người nhân cơ hội đạp xe đi, trên đường, đào khê nhịn không nổi nên cười phá lên, cười cho đến khi Lâm Khâm Hòa nhìn cậu vài lần, rồi bỗng dưng chẳng biết cái đầu cậu nhảy số kiểu gì lại hỏi Lâm Khâm Hòa một câu, hay, anh thông minh như vậy, sao lúc đi học không nhảy lớp nhỉ? Cậu nghĩ với trí thông minh Lâm Khâm Hòa, nhảy lên tận 4, năm lớp cũng trả thành vấn đề. Lâm Khâm hòa theo không kịp bộ não đang nhảy số của Đào Khê, anh hoang mang nói, hồi tuổi học, giáo viên của anh có đề nghị đến chuyện này rồi nhưng mẹ của anh không đồng ý. Cũng may là anh không nhảy lớp, Đào Khê cảm thán một tiếng, đôi mắt tràn đầy ý cười chói lòa nhìn Lâm Khâm hòa, nếu không thì làm sao mà em còn có thể cùng anh đi đến nhà trẻ được cơ chứ. Lâm Khâm hòa nghe vậy chỉ biết cười cười. Trong lòng thầm nghĩ thật may là Đào Khê không hỏi anh vì sao La Trương Âm không đồng ý cho anh học nhảy lớp. Kết quả là một giây sau, Đào Khê bỗng dưng nghiêm túc nói với anh, đợi một thời gian nữa, chờ mẹ của anh trở nên khá hơn, em sẽ đến thăm cô ấy. Cậu biết La Trương Âm đang tĩnh dưỡng trong viện dưỡng lão, đại khái là bởi vì bà phát hiện căn bệnh trầm cảm của mình bỗng dưng tai phát. Ngón tay lâm khâm hòa siết chặt ghi đông, anh không ngờ rằng Đào Khê sẽ tỏ ý muốn gặp La Trương Âm, anh im lặng một lúc rồi nói, ừ, mẹ cũng rất muốn gặp em. Mãi đến khi trời sắp tối, hai người chậm rãi đạp xe dọc theo bờ con sông xanh biếc về nhà. Đào Khê đạp xe muốn đứt cả hơi, hai chân dẫm bàn đạp gian nan vô cùng, thế mà Lâm Khâm Hòa đạp xe vẫn vô cùng vững chãi, nhìn khỏe ri. Cậu có chút không phục, dùng sức đạp mấy phát đuổi theo. Cậu thở hồn hển với Lâm Khâm Hòa, sau này em dẫn anh đi tới Đào Khê Loan, chắc chắn lúc đó anh sẽ không lợi hại bằng em đâu. Lâm Khâm Hòa nhìn khuôn mặt Đào Khê bởi vì chảy mồ hôi mà đỏ ửng lên, khóe môi anh cong lên, không phải vì địa điểm thay đổi mà thể lực cũng thay đổi theo đâu. Đào khê dừng xe, một chân trống xuống đất, cảm thấy lời nói này của Lâm Khâm Hòa có ý gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra ý trong câu nói này là gì. Lâm Khâm Hòa đạp xe cách một khoảng không xa rồi dừng lại, quay đầu xe nhìn lại, chờ người đang xoay lưng về phía dòng sông dưới bầu trời hoàng hôn. Đào khê nhìn cảnh tượng đó, mấy giây sau lại dùng sức đạp xe chạy đến bên Lâm Khâm Hòa. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc đồng nghĩa với việc sẽ không có những kỳ nghỉ dài khác trước kỳ thi cuối cùng, đợt thi học kỳ lần này vẫn sẽ dựa theo thứ hạng mà chia lớp như lần trước. Cho dù là lớp số 1 của khối 11 trường Nhất Trung Văn Hoa vẫn vô cùng căng thẳng đối với kỳ thi học kỳ này nên Đào Khê cũng chỉ biết dồn hết sức lực vào học tập mà thôi. Tất Thành Phi nói cho Đào Khê biết một tin đồn, nói rằng Từ Từ Kỳ và Dương Đa Lạc lớp số 2 đã nghỉ học rồi. Nghe cô tất ngạo Tuyết của cậu ta nói rằng trong hồ sơ còn bị ghi lại chắc là chuyện này sẽ đi theo suốt cả cuộc đời cậu ta hỏi cậu có phải là liên quan gì đến cuộc thi cac gì đấy không đào khê chỉ nói không biết làm tất thành phi tò mà muốn chết rõ ràng là trước đây cậu ta đã thấy cha của dương đa lạc đến đây tặng quà cho đào khê rất nhiều lần chẳng lẽ đào khê vẫn chưa tha thứ cho ông ấy sao không lâu sau kết quả của cuộc bình chọn cuộc thi cac đã có không phụ sự mong đợi của mọi người đào khê giành được giải nhất quốc gia đây chính là kết quả tốt nhất mà cậu nhận được sau chuỗi ngày phong ba bão táp. Cậu dùng tiền thưởng mời các bạn học ăn cơm để cảm ơn họ vì lúc trước đã giúp đỡ và cổ vũ cho cậu. Một nhóm học sinh cấp 3 bị tra tấn sắp điên điên vì ôn thi bu lại một chỗ ăn uống linh đình rồi quẩy tưng bừng cả đêm ở cây tivi. Do không có ba mẹ, thầy cô quản lý nên các nam sinh nổi máu liều gọi hơn 30 lon bia. Đào khê cũng muốn uống nhưng lâm khâm hòa không cho phép. Anh đưa cho cậu một lon soda đào, thế là cậu uống một hơi không nghỉ trong phòng có lò sưởi rất ấm chiếc đèn tròn đầy màu sắc chả biết do ai mở lên chói lòa lòe loẹt khiến người ta hoa cả mắt trong không gian mùi bia lẫn mùi nước trái cây lẫn lộn vào nhau xen lẫn là tiếng cười đùa náo nhiệt đầy sức sống của những thiếu niên giữa cuộc sống ồn ào và náo nhiệt đào khê bỗng giật mình nhớ lại cậu nhớ đến ngày này năm ngoái khi ấy cậu mang trên người biết bao nhiêu chiếc áo len cũ soi đèn pin nằm ngoài hành lang ký túc 10 người, lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau cầm cập cầm cập. Mà dù lạnh đến mấy vẫn dáng xem buổi phát sóng trực tiếp từ nhất trung văn hoa cho bằng được. Khi đó điều duy nhất khiến cậu vững vàng gắng gượng lại, chính là ánh trăng sáng cách xa ngàn dặm ngoài kia đang ở trên màn ảnh. Cậu nhìn các bạn học văn hoa đang múa may quay cuồng, rồi lại nhìn người thiếu niên mặt đẹp trai và tuấn tú kia. Anh đeo một chiếc tai nghe, Ngón tay thon dài viết vời gì đấy trên máy tính bảng và mang lại cảm giác như bản thân mình không ở cây tivi mà là đang ở thư viện vậy. Đào Khê xích lại gần, hóa ra đó chính là bài viết tiếng Anh do cậu bị Lâm Khâm Hòa ép viết. Sau đó là những dòng chữ màu đỏ sửa bài lít nha lít nhít, số chữ đỏ ấy có khi còn nhiều bằng số từ của bài văn mà cậu viết nữa ấy chứ. "Thầy Lâm ơi, chi bằng thầy viết cho em một bài văn khác luôn đi." Đào Khê nói với vẻ khó khăn. Lâm Khâm Hòa bị đầu đào khê cản trở tầm mắt, anh nhấc tay nắm chặt cầm của đào khê đẩy sang hướng khác, viết tiếp cho đến câu phê bình cuối cùng rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc, bài văn mẫu viết xong rồi, em có thể tham khảo ở đây. Đào khê vừa muốn nói gì đó lại đột nhiên bị tất thành phi và lớp trường kéo từ ghế sofa đến quầy ba trong tay tự dưng bị nhét vào một chiếc micro vừa được tất thành phi cầm. Xung quanh, những người khác ồn ào hô lớn, hát một bài đi. Hát một bài đi, tâm trạng đào khê đang tốt, cậu thoải mái chọn một ca khúc, là một bài tiếng Anh có tên là Fly Me To The Moon. Trước đây cậu rất thích bài hát này nên đã ghi hẳn lời ra giấy và thuộc hết cả bài luôn. Giọng hát của cậu cũng chỉ là tạm ổn, chẳng qua là do màu giọng hay và giai điệu của nhạc nên cũng chẳng ai buồn cười hay la ó gì cả nên đào khê cứ thế mà hài lòng hát tiếp. Lâm Khâm Hòa cũng chẳng đọc nổi bài văn mà mình vừa sửa nữa rồi. Gương mặt vốn luôn lạnh nhạt nửa ẩn nửa hiện giữa những tia sáng chói lòa ánh mắt anh xuyên qua những dải ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ đặt lên người cậu vừa chăm chú lại vừa dịu dàng hát xong đào khê trở về ngồi bên cạnh lâm khâm hòa vừa định hỏi anh thấy cậu hát có hay không thì thấy ngón tay anh vẫn viết lách gì đấy thầy lâm ơi nếu thầy sửa bài cho em ở bữa tiệc của em thì em sẽ tịch thu máy tính bảng của thầy đó đào khê giận dỗi nói lần nữa lại gần xem cậu phát hiện trên màn hình máy tính bảng không phải là bài văn hỏng của cậu mà là một bức tranh sơn dầu phía trên có một câu tiếng Anh. Are for, you are I long for, o I -O and adore. Em là tất cả những gì anh chờ đợi, tất cả những gì anh tôn thờ và yêu mến. Là những câu từ cậu vừa cất lên, lời bài hát tiếp theo là. Lâm Khâm Hòa đặt máy tính bảng trước mặt cậu, nhìn cậu qua khóe mắt, giọng điệu thản nhiên là những gì anh muốn nói với em. Đào Khê nhận lấy chiếc máy tính bảng, nhìn chăm chú vào lời bài hát, tự dưng mặt đỏ chót như quả cà chua. Bay lắc hết cả một đêm, sau khi nhét cả đám người say xỉn kia lên từng chiếc taxi, Đào Khê mới đi cùng Lâm Khâm Hòa về nhà. Cậu vẫn còn rất phấn khích, cả quãng đường về nhà cứ mãi ngân lên từng lời ca của bài hát ấy, đến lúc tắm xong, nằm lên giường rồi vẫn chưa chịu yên tĩnh. Cậu nép mình vào trong lòng của Lâm Khâm Hòa, mở điện thoại ra đếm tiền thưởng. Số tiền thưởng của giải nhất thật sự rất hậu hĩnh, số dư của cậu vẫn còn rất nhiều đào khê từng nói với lâm khâm hòa rằng cậu muốn mua cho ông bà ngoại một thứ gì đó cả ông thầy kiều hạc niên phải mua gì đó tặng thầy một tay lâm khâm hòa ôm lấy đào khê tay khác lật vài trang sách lâu lâu mới đáp lại một câu sau khi đếm tiền xong đào khê bỗng dưng im hẳn như đang suy nghĩ gì đó lâm khâm hòa nhìn xuống màn hình điện thoại của đào khê và thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết ở thành phố văn hoa người ta nói rằng vài ngày tới sẽ có đợt lạnh tràn vào trời sẽ đổ mưa và thậm chí là có tuyết rơi. Anh nâng tay nhéo vành tai của Đào Khê, đang nghĩ gì vậy? Đào Khê hoàn hồn, xoay người khóa ngồi ở trên đùi Lâm Khâm Hòa, em nhớ đến em gái của em, lần trước em có mua đồ cho nó, không biết con bé có nhận được không nữa. Lần trước cũng có một đợt khí lạnh tràn vào đột ngột như vậy, cậu mua một đống quần áo mùa đông và vật dụng giữ ấm nhờ Quách Bình gửi cho em gái, đồ cho Đào Lạc cũng có mà đồ cho Quách Bình cũng có. Nhưng khi ấy, cậu không biết là Quách Bình đang bị bệnh. Lâm Khâm Hòa biết Đào Khê không chỉ nghĩ đến mỗi mình em gái. Anh nắm lấy eo của Đào Khê, ôm cậu vào lòng rồi ngập ngừng hỏi, có phải muốn đến bệnh viện Hán Nam thăm bà ấy không? Lúc trước ở bệnh viện đã gặp phải Đào Kiên một lần rồi, Đào Kiên có nói rằng nếu có thời gian thì Đào Khê hãy đến bệnh viện thăm Quách Bình một chút. Lâm Khâm Hòa biết trong lòng Đào Khê vẫn luôn vờ như không để ý đến chuyện này. Đào Khê dựa chán lên vai Lâm Khâm Hòa, ngón tay xiết lấy một góc áo ngủ của anh, cậu buồn phiền một chút rồi nói: không phải là em muốn đến thăm bà ấy, chẳng qua là em thấy mình nên nói rõ một vài thứ mà thôi. Lâm Khâm Hòa gỡ ngón tay đang vò lấy áo ngủ của cậu rồi lòng bàn tay của cả hai vào nhau, nói rằng đến nhìn bà ấy đi. Con đường về sau còn rất dài, cũng không cần phải ngoảnh đầu nhìn lại. Long Vu Vi, những lời bài hát tiếp theo mà Lâm Khâm Hòa muốn cho đào khê biết là đây nè: yêu aoi y long pho. O ie and a in a the wood please be true. in a the i love you fly me to the moon franc sinacha bí be... ok con dê còn đây là lời dịch em là tất cả những gì anh chờ đợi tất cả những gì anh tôn thờ và yêu mến nói một cách khác xin hãy chân thành một cách khác nữa là anh yêu em chương 63 ngày hôm sau đào khê không cho lâm khâm hòa đi cùng một mình đi tới bệnh viện Hán Nam dưới cơn gió lạnh buốt cũng giống như lần trước cậu mua một chút hoa quả rồi đi thẳng tới phòng bệnh của quách bình đào kiên không ở đây trong phòng chỉ có mỗi bà ta dường như đào khê không thể nhận ra người phụ nữ người cắm đầy ống dẫn đang nằm trên giường kia nữa gương mặt bà ta thù phũng đến nỗi không còn dáng vẻ như xưa nghe thấy tiếng mở cửa bà ta chậm chạp quay đầu nhìn tựa như phải cố gắng lắm mới nhận ra được người vừa đến là ai khuôn mặt sương phù vàng vọt của quách bình khiến người ta không thể nhìn ra biểu cảm bà ta cố gắng há miệng gọi một tiếng, đào khê. Đào khê bước đến bên giường bệnh, không gọi một tiếng sương hô nào. Thực ra giữa hai người bọn họ chẳng có chuyện gì để nói cả, có lẽ từ sau khi cậu biết được sự thật thì đã không còn nói chuyện với Quách Bình nữa rồi, mà cũng từ lúc ấy, Quách Bình càng im lặng với cậu hơn, chỉ có đôi khi lại nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy buồn lo và sầu khổ, đó là ánh mắt mà cậu chán ghét nhất. Bây giờ đây, trong đôi mắt đục ngầu của Quách Bình, cậu thấy được chút ít ý cười bà ta nói con đến thăm mẹ rồi tôi đến đây là vì đào lạc đào khê nhàn nhạt, nhạt nói đặt chỗ hoa quả vừa mua lên chiếc tủ ở đầu giường quách bình nghe thấy câu này thì khẽ gật đầu đào lạc đang ở nhà bà ngoại nó muốn theo mẹ tới thành phố văn hoa để thăm con mẹ không cho nó đi bắt nó ở lại đi học cho tốt tôi sẽ chuyển trường cho con bé tới đây học đào khê nói dương tranh minh đã đồng ý giúp cậu việc này ông ta sẽ tìm một trường cấp 2 ổn ổn nào đó để học kỳ tới đảo lạc có thể chuyển tới đây. Quách Bình nghe vậy thì im lặng rất lâu, khi mở miệng thì giọng đã khàn hơn rất nhiều, con bé có thể có được một người anh như con, là may mắn của nó. Nói xong, bà ta vươn bàn tay cắm đầy ống dẫn, khó khăn chỉ vào ngăn kéo tủ ở đầu giường, trong ngăn kéo đầu tiên có một cái hộp gỗ, con lấy ra xem đi. Đào Khê lấy ra một chiếc hộp gỗ dài bằng lòng bàn tay từ trong ngăn kéo có lẽ chiếc hộp này do người ta tùy tiện dùng những mảnh vụn gỗ tạo thành nên vừa thô giáp lại vừa cũ kỹ đào khê mở nó ra bên trong là một sợi dây kết bình an màu đỏ người đàn nó rõ ràng có một đôi tay hơi vụng về nút thắt bình an không được đều và đẹp cho lắm đào khê nhìn chằm chằm sợi dây kết bình an đó mấy giây ngẩng đầu nhìn quách bình mẹ con ấy mà đôi bàn tay vừa thon mà lại dài vẽ tranh giỏi như vậy nhưng không hiểu sao lại học bện dây chậm thế mẹ dạy cô ấy lâu lắm mãi mới bệnh được một sợi dây bình an như này đấy quách bình nhìn sợi dây trong tay đào khê dường như đang xa vào những hồi ức lần đầu tiên mẹ gặp cô ấy mẹ đã tự hỏi sao trên đời lại có người phụ nữ đẹp đến vậy đôi mắt cô ấy luôn mang theo ánh nước ngay cả cách nói chuyện cũng ấm áp dịu dàng cô ấy đã đến hỏi mẹ rằng liệu có thể ở nhờ trong nhà được không mẹ thấy cô ấy đang mang thai rồi lại nghĩ tới bản thân mình cũng vậy hai người có thể làm bạn với nhau vì vậy mẹ đã đồng ý cô ấy chẳng hề lo lắng một chút nào vừa tới ở đã đưa cho mẹ một số tiền lớn không nghĩ đến việc nhỡ đâu mẹ lừa cô ấy tiền thì sao khi đó những cô con dâu khác trong thôn đều rất ngưỡng mộ mẹ nói mẹ may mắn lắm mới có thể gặp gỡ làm quen với một người phụ nữ giàu sang tới từ thành phố lớn mẹ cũng nghĩ giống vậy cả đời này của mẹ đều sống ở đào khê loan chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là cảnh đời cả ngoài xã hội cả mẹ của con là người giỏi nhất trong những người mà mẹ biết mẹ không dám nghĩ đến từ bạn bè này nhưng cô ấy đã thực sự coi mẹ là một người bạn khi đào khê nghe thấy từ bạn bè hơi thở của cậu cứng lại cậu không muốn nghe nữa lạnh giọng hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất bà ấy đã coi bà là bạn vì sao bà còn làm như vậy mẹ tôi đã tin tưởng bà đến thế nhưng bà lại giữ đứa con mà bà ấy dùng cả sinh mạng của mình để đổi lấy lại và giao con của mình cho người thân bà quách bình im lặng ánh mắt chậm rãi rời khỏi sợi dây bình an nhìn sang bình thuốc treo trên đầu giường giọng bà ta rất khàn yếu ớt nói tiếp mẹ không được đi học mẹ con lại biết rất nhiều thứ mà mẹ không biết có đôi lúc những lời cô ấy nói tranh cô ấy vẽ mẹ đều không hiểu lắm chỉ có duy nhất một điều ở cô ấy mà mẹ hiểu đó là tình yêu dành cho con cô ấy đặt cho con một cái tên rất hay vẽ tranh rồi viết thư cho con còn nói rằng sau này sẽ dẫn con đi khắp mọi nơi và dạy con hội họa khi ấy mẹ bỗng nghĩ mẹ có thể cho được đứa con của mình thứ gì đây trước đây mẹ làm gì nghĩ tới vấn đề này cơ chứ con cái ở đây đều sinh ra và lớn lên trong làng cũng không được học hành gì lớn lên rồi sẽ lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái như mẹ thôi cứ hết thế hệ này sang thế hệ khác chính mẹ của con đã cho mẹ biết rằng hóa ra người làm cha làm mẹ còn phải cân nhắc lo nghĩ nhiều điều cho con cái như vậy mẹ nghĩ có phải mình cũng nên để lại cho con đẻ mình thứ gì đó hay không nhưng ngày hôm đó bọn họ nói rằng cơ thể của đứa trẻ mẹ sinh yếu lắm vốn chẳng thể sống được lâu mẹ không cam lòng sao mẹ có thể chịu được điều ấy được chứ mẹ còn chưa kịp nghĩ xem nên tặng cho con mình thứ gì mà có lẽ chính vì sự không cam lòng này mà cái ngày ông bà cùng ba của con tới đào khê loan đón mẹ con về mẹ đã đưa con của mình cho bọn họ lúc đó mẹ nghĩ đây là điều duy nhất mẹ có thể cho thằng bé cùng sợi dây kết bình an mẹ tự làm đó là những thứ bà cho sao Đào khê cắt ngang, chất vấn bà ta. Cậu cảm thấy mình không cần thiết phải nghe nữa, cũng chẳng có điều bí ẩn gì mà cậu không biết cả. Tất cả chỉ là tư lợi cá nhân mà người ta tự cho đấy là tình mẫu tử, coi số phận của người khác như một món quà để tặng cho chính đứa con của mình. Cậu đứng lên khỏi ghế, muốn xoay người rời khỏi nơi này, lại thấy Quách Bình chật vật với tay về phía cậu, giọng nói đã vô cùng yếu ớt, đào khê, mẹ xin lỗi con, là mẹ đã trộm đi những thứ mẹ con dành cho con mẹ biết con hận mẹ sẽ không tha thứ cho mẹ mẹ sắp xuống địa ngục rồi có chết cũng chẳng thể nào gặp được mẹ con nếu như sau này con đến thăm cô ấy liệu có thể giúp mẹ nói một câu không rằng mẹ xin lỗi đào khê hờ hững nhìn bàn tay cắm đầy ống dẫn đang vươn về phía mình đã vô số lần cậu khao khát đôi bàn tay ấy có thể nắm lấy tay mình dắt cậu đi học về như bà ta đã từng làm với đào lạc cậu đừng yên lạnh nhạt hỏi lại bà đã biết tôi sẽ không tha thứ cho bà tại sao còn mong đợi sự tha thứ của mẹ tôi bàn tay của quách bình dần buông xuống đôi mắt khép hờ đôi môi mấp máy như đang nói điều gì đó nhưng trừ bản thân bà ta ra chẳng có ai nghe thấy được cả đào khê rũ mắt nhìn người đàn bà nằm trên giường bệnh đó đã từng là người mẹ mà cậu từng mong mỏi được yêu thương sau này chỉ còn lại sự căm hận và chán ghét cuối cùng cậu cũng chẳng thể nói ra được lời nào gay gắt quá chỉ bỏ lại một câu bà dưỡng bệnh cho tốt Đào Lạc vẫn đang đợi bà ở nhà. Sau đó cậu cầm lấy sợi dây bình an, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Vốn dĩ cậu còn muốn hỏi Quách Bình, tại sao bao năm qua bà ta không vì ấy nấy hổ thẹn mà đối xử với cậu tốt một chút. Nhưng lúc này có hỏi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cậu tới gặp Quách Bình lần này coi như là cắt đứt duyên phận mẹ con của mười mấy năm vừa rồi. Từ nay trở đi, dù sống hay chết, bọn họ cũng không còn chút quan hệ nào nữa. Đào Khê bước ra khỏi tòa nhà của khu phòng bệnh, lúc này đã hơn 10 giờ sáng, là một ngày nắng cuối cùng trước khi đợt lạnh về. Ánh mặt trời ló dạng từ phía đông, cậu vươn tay lên che mắt. Con đường ngoài bệnh viện đã sáng lên đèn tín hiệu màu xanh, cậu bước theo đám đông sang bên kia đường. Đợt không khí lạnh này tiến vào thành phố Văn Hoa rất dữ dội. Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ đổ một trận tuyết lớn, nhưng mới nửa đêm mà những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Chỉ qua một đêm, Cả thành phố đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, chỉ đợi người ta thức dậy nhìn thấy mà sẽ kinh ngạc mà thở dài. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Lâm Khâm Hòa nói cho biết chuyện Quách Bình đã nhảy lầu. Lúc rạng sáng, Quách Bình đã nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà phòng bệnh xuống. Có lẽ bà ta đã mất rất nhiều sức lực mới có thể rút hết đống kim tiêm và ống dẫn ra khỏi người. Đào Kiên nằm bên cạnh giường bệnh ngủ say như chết chẳng hề phát hiện ra. Mặc dù lớp tuyết trên đất rất dày, nhưng nhảy từ một độ cao như thế thì chẳng có cơ hội sống sót nào cả năm nào bệnh viện cũng có những ca bệnh nhân tử vong vì nhảy lầu suy cho cùng không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự đau đớn của bệnh tật vì vậy họ đã chọn cho mình một giải pháp trong hàng trăm cách đào khê biết quách bình chọn cái chết không phải vì căn bệnh của bà ta bà ta đến thành phố văn hoa cung không phải là để chữa bệnh mà chỉ muốn gặp con đẻ của mình trước khi ra đi nhưng từ đầu đến cuối Dương Đa Lạc chẳng hề đi gặp bà ta lấy một lần. Quách Bình sinh ra Dương Đa Lạc, cho cậu ta sống cuộc đời của người khác, mà bây giờ bà ta cho Dương Đa Lạc thứ duy nhất mà mình có, cái chết của bà. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn vẻ mặt của Đào Khê, thật ra lúc cậu biết chuyện thì đã rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại vẫn luôn bình tĩnh, dường như không có gì bất ngờ, cũng không cảm thấy đau thương. Cậu không nói gì, một mình bước tới ngồi xuống trên chiếc thảm lông cừu bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi dày đặc bên ngoài ô cửa. 17 năm trước, hai đứa trẻ sinh ra trong cùng một đêm tuyết bị người ta tráo đổi. Kể từ đó, cuộc đời họ đảo lộn, số phận nghịch chuyển. 17 năm sau, mọi thứ dần trở về đúng với quỹ đạo của nó, người vụng trộm tráo đổi số phận đã kết thúc cuộc đời mình trong cùng một trận tuyết như thế. Từ góc nhìn của người khác, họ thường thờ dài mà nói rằng đó là nghiệp chướng, nhưng tình yêu thương sai lầm, sự tiếc nuối, đau đớn hối hận, không cam lòng. Giữa 17 năm số phận bị đánh cháo này, không phải cứ một câu luật nhân quả báo ứng là có thể nói hết được. Mà những người còn sống vẫn phải tự mình vá lại những vết dạn nứt sau khi trò hề của số phận này kết thúc. Dường như Đào Khê đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại như thể chẳng nghĩ về bất cứ điều gì. Phần lớn những hồi ức 17 năm qua của cậu đều có sự tồn tại của Quách Bình, dù sao đó cũng là người mà cậu đã gọi là mẹ trong suốt 15 năm nhưng lúc nhớ lại thì hình như chẳng được bao nhiêu ký ức. Những khát khao từng có, những tâm hận sau này, tất cả dường như đã biết mất trong màn tuyết dày đặc trước mặt cậu. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cậu, không phải là quách bình, cũng không phải là bản thân. Lâm Khâm Hòa bước tới ngồi xuống bên cạnh đào khê, nắm lấy tay cậu, lúc này mới phát hiện bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng. Rất lâu sau, đào khê mới quay đầu lại nhìn anh, khẽ nói, em gái của em cũng không còn mẹ nữa rồi. Lâm Khâm Hòa vươn tay lau khóe mắt của Đào Khê, ôm cậu vào lòng, dùng lòng bàn tay mình phủ ấm lấy tay người trong ngực, nói với cậu cô bé vẫn còn hai người anh trai là chúng ta. Đào Khê không tham gia tang lễ của Quách Bình, sau khi hỏa táng ở thành phố Văn Hoa, Đào Kiên đã mang lọ cho cốt đi. Sau đó Đào Khê nghe nói Đào Kiên đã tìm thấy Dương Đa Lạc ở đâu đó, hai cha con họ đã xảy ra cuộc tranh cãi lớn, có lẽ Dương Đa Lạc đã bị Đào Kiên đánh một trận rất tàn nhẫn nên cuối cùng vẫn phải theo ông ta trở về Đào Khê Loan. Sau khi Phương Tổ Thanh và Diệp Ngọc Vinh biết chuyện của Quách Bình, họ chỉ thở dài nói một câu, nghiệp chướng. Ban đầu, hai ông bà hận không thể khởi tố Quách Bình, nhưng sau khi biết được bà ta bị bệnh thì họ cũng tạm thời bỏ qua. Bây giờ người chết cũng như ngọn đèn tắt, dù hận đến đâu cũng chẳng thể truy cứu trách nhiệm nữa. Đào Khê đã nhờ giáo viên ở trường cấp 2 huyện Thanh Thủy giúp đỡ gọi điện cho Đào Lạc. Ở đầu dây bên kia điện thoại, cô gái nhỏ khóc nấc lên không ra hơi, chỉ qua một đêm cô bé phải chấp nhận sự thật rằng mẹ của mình đã tự sát, anh trai của mình không phải là ruột thịt, những điều này quá đỗi tàn nhẫn với một đứa trẻ bé bỏng như vậy. Anh ơi, sau này anh sẽ không về nữa sao? Đào Lạc bất lực vừa khóc vừa hỏi, hơi ngừng lại chút rồi nói, em nhìn thấy người đó rồi, anh ta rất chán ghét em, em cũng không thích anh ta, em không muốn nhận anh ta làm anh trai đâu. Đào Khê không thể tưởng tượng được Dương Đa Lạc sẽ chung sống với Đào Lạc thế nào, cậu nói với em gái, anh sẽ không quay lại đó nữa, nhưng anh vẫn là anh trai em, em vẫn là em gái của anh. Đào Lạc nghe thấy vậy thì khóc mãi không chịu nín, Đào Khê vỗ về Đào Lạc một lúc, nói rõ với cô bé về việc chuyển trường tới đây vào học kỳ sau, đồng thời dặn đi dặn lại phải uống thuốc đầy đủ rồi mới cúp máy sau khi xử lý xong những chuyện này đào khê cùng lâm khâm hòa đến viếng mộ của phương tuệ cậu đeo sợi dây bình an mà phương tuệ từ tay tết cho cậu lên cổ tay cùng với chiếc vòng đá lục tùng mà lâm khâm hòa tặng cậu đây là lời chúc phúc của hai người quan trọng nhất trong cuộc đời dành này cho cậu hai người quét dọn xong phần mộ thì xuống núi đào khê sắp lại trước mặt lâm khâm hòa nhìn chằm chằm vào mắt anh hỏi ban nãy có phải anh thì thầm gì đó với mẹ em không khi cậu đang lau dọn lớp tuyết còn sót lại bên cạnh bia mộ thì thấy vẻ mặt lâm khâm hòa nghiêm túc mà trịnh trọng nhìn lên di ảnh của phương tuệ hồi lâu. lâm khâm hòa vươn tay đội chiếc mũ lông vũ trắng trên áo khoác của đào khê lên cho cậu. em nói với cô nhiều điều về anh thế, đương nhiên anh cũng phải bày tỏ một chút chứ. chiếc mũ trùm lên cả đầu đào khê, cậu sướng sờ nhớ tới mấy câu cậu nói cứ như kiểu vừa dẫn bạn trai về nhà thì ngượng ngùng không thôi. cậu nắm lấy cánh tay lâm khâm hòa, cha hỏi anh nói gì thế? Không phải nói xấu em đấy chứ?" Lâm Khâm Hòa nhìn gương mặt bị một lớp lông tơ màu trắng bao lấy của Đào Khê, nhướng mày hỏi, "Anh có thể nói xấu gì em được nào?" Đào Khê cảm thấy đám lông tơ trắng kia khiến mặt cật ngứa ngáy nên bỏ mũ ra sau, gật đầu đồng ý, "Cũng phải, em cũng không biết bản thân mình có khuyết điểm gì nữa." Cậu nói xong liền thấy khóe miệng Lâm Khâm Hòa nhếch lên nở nụ cười thì liền nhận ra anh đang nói lảng sang chuyện khác, vì vậy vội vàng quay trở lại câu hỏi kia, "Thế rốt cuộc anh đã nói gì vậy?" Lâm Khâm Hòa vừa đội chiếc mũ lên cho cậu, vừa đáp, anh không nói gì cả, chỉ là cảm ơn mẹ em đã sinh ra em. Ồ, đúng là phải cảm ơn đó. Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước tiếp xuống núi, lúc một cơn gió thổi bay những sợi lông trắng trên mặt cậu thì cậu mới nhận ra là mình lại đang đội mũ rồi. Anh thích cái mũ này đến vậy sao? Trông rất đáng yêu. Ồ, Đào Khê lại cảm thấy hơi ngượng rồi, cậu nhảy về trước mấy bước, nhưng cũng không bỏ mũ ra nữa. Lâm Khâm Hòa quay đầu lại nhìn những bậc thềm của khu nghĩa trang trên ngọn núi xanh vẫn còn phủ tuyết yên tĩnh và vắng lặng đến thế. Bọn họ đã không còn nhìn rõ ngôi mộ của Phương Tuệ Nư nhưng dường như nó vẫn đang dịu dàng dõi theo họ. chương 64, kỳ thi cuối kỳ đến rất nhanh, thêm một lần ngồi trong phòng thi của trường nhất Trung Văn Hoa, Đào Khê cảm thấy mình thi ổn hơn nhiều so với đợt giữa kỳ, tư tưởng vững vàng mà phát huy ổn định. Hôm đó thi xong, Dương Tranh mình tới đón cậu về nhà ông ngoại, bà ngoại đã đặc biệt làm cho cậu rất nhiều món ăn ngon, cả nhà quây quần chúc mừng cậu kết thúc kỳ thi, chào đón kỳ nghỉ đông. Ngày thứ ba sau khi thi thì có kết quả, Đào Khê từ hạng số 42 trong đợt thi giữa kỳ đã tiến bộ vượt bậc lên tới hạng 21. Ngoại tư tưởng Đài Lâm Khâm Hòa luôn kiên trì bám trụ hạng nhất ra thì thành tích này của Đào Khê khiến học sinh lớp số 1 triệu một cú sốc nặng nề. Dù sao đây cũng chỉ là một học sinh mới chuyển từ huyện Thanh Thủy tới có nửa năm thôi thế mà suýt chút nữa đã lọt vào top 20, nếu cho thêm chút thời gian nữa thì chẳng phải là sẽ sánh vai cùng với Lâm Khâm Hòa sao? Đào Khê cũng coi như là hài lòng với điểm số này, chỉ có điều cậu còn chưa kịp ăn mừng với Lâm Khâm Hòa thì đã bị Dương Tranh Minh đón về nhà ông ngoại. Lần này bà ngoại còn làm cho cậu một bàn thức ăn to hoành tráng hơn nữa, chúc mừng cậu đã có tiến bộ đáng khen trong kỳ thi cuối kỳ. Trong bữa ăn, ba người lớn còn tặng quà khích lệ cho cậu, Đào Khê cũng không khách sáo mà nhận lấy cả, còn ở lại nhà ông bà ngoại một đêm rồi mới về. Cậu biết rằng người thân của mình đang cố gắng xây dựng một gia đình vì cậu. Có lẽ tình thân cũng giống như từng hạt cắt bồi đắp lên một tòa tháp vậy, mỗi bát cơm mỗi đĩa rau, mỗi món mặn mỗi món chay, tất cả đều gắn kết thành một gia đình. Ngày hôm sau, Đào Khê ôm một đống quà về nhà của cậu và Lâm Khâm Hòa. Đối với chuyện hai người sống chung, Ông bà cụ cũ cũng không nói gì, có lẽ Dương Tranh Minh đã đề cập với họ về chuyện này rồi, chỉ có điều không biết ông bà nói thế nào. Lúc cậu về nhà thì Lâm Khâm Hòa cũng vừa từ viện điều dưỡng thăm La Trương Âm về. Cô là đỡ chưa anh? Đào Khê khoanh chân ngồi trên thảm ôm lấy một hộp quà hỏi Lâm Khâm Hòa đang ngồi trên sofa. Lâm Khâm Hòa đưa chiếc kéo trên bàn trà cho Đào Khê, cũng ổn hơn rồi, ngày mai có thể ra viện. Đào Khê nghe vậy thì thở phào một hơi, cậu cầm lấy kéo cắt dây dây băng trên hộp quà, bỗng nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói, ngày mai mẹ anh muốn gặp em. Được ạ, à, em cũng định tới thăm mẹ anh. Đào Khê buông kéo nhìn Lâm Khâm Hòa, sắc mặt anh bình tĩnh nhưng cậu nhìn ra được sự lưỡng lự trong mắt anh. Đào Khê tiến đến cạnh bên Lâm Khâm Hòa, tựa cầm lên đầu gối anh, ngửa đầu hỏi có phải anh đang lo lắng chuyện gì không? Lâm Khâm Hòa nhìn vào đôi mắt của Đào Khê, ngón tay cái khẽ vuốt ve hàng mi ở khóe mắt cậu, thấp giọng nói không có gì đâu. Đào khê cảm thấy đôi mắt mình hơi ngư ngứa thì chớp mắt mấy cái, lông mi cậu lướt qua ngón tay anh khiến nó mau chóng rụt lại. Thực ra cậu biết Lâm Khâm Hòa đang lo lắng điều gì, cậu muốn gặp La Trương Âm cũng là vì muốn chứng minh một suy đoán của bản thân và cũng vì muốn nói với bà vài câu. Ngày hôm sau, Đào Khê mua một vài món quà rồi cùng Lâm Khâm Hòa tới căn biệt thự mà La Trương Âm đang sống. Đây cũng từng là nơi mà Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc từng ở kiến trúc và trang hoàng bên trong căn biệt thự mang đậm hơi thờ nghệ thuật nhưng cũng rất quảnh quẽ. Điều đầu tiên mà Đào Khê nhìn thấy là bức tranh sơn dầu treo trên vách tường ngoài phòng khách. Trong bức họa ấy là một cô gái trẻ mặc chiếc váy dài màu trắng. Cô ngồi giữa cánh đồng hoa màu tím biếc, đôi mắt cười vừa ngây thơ, vừa tràn đầy tình cảm. Đào Khê nhận ra đây là bức chân dung tự hỏa của mẹ mình, Phương Tuệ. Người hộ lý chăm sóc cho La Trương Âm bước xuống dưới nói với Đào Khê, phu nhân vừa tỉnh lại, mời cậu lên tầng lâm khâm hòa nói với đào khê anh đợi em dưới phòng khách anh biết la trương âm có những lời muốn nói riêng với đào khê đào khê gật đầu vừa định quay người bước đi thì lâm khâm hòa nắm lấy cổ tay cậu dặn dò nếu tình trạng của bà ấy không tốt em có thể gọi anh lên đào khê đồng ý rồi cùng người hộ lý đi lên tầng hai trên đường đi cậu nhận ra rằng không chỉ có bức tranh trong phòng khách mà toàn bộ căn biệt thự này đều có rất nhiều dấu vết của phương tuệ đó có thể là những bức ảnh chụp hoặc những bức tranh sơn dầu thậm chí cả di vật khác của bà lúc còn sống cánh cửa được mở ra đào khê chưa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng tấm rèm cửa sổ nặng nề che kín ánh sáng vẫn chưa được kéo ra trong góc phòng chỉ có một ngọn đèn sát đất đang sáng trong ánh sáng ô tối ấy đào khê nhìn thấy la trương âm đang nằm dựa lên đầu giường suýt chút nữa chẳng nhận ra đây là một nữ nghệ sĩ dương cầm tao nhã la trương âm trông rất yếu ớt sắc mặt tái nhợt trông vô cùng ốm yếu, đôi mắt ảm đạm cũng sáng lên đôi chút khi nhìn thấy cậu bước vào. Bà gian nan nở một nụ cười, đào khê à, tới đây ngồi đi. Đào khê lễ phép chào một câu, cháu chào cô la, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên giường la trương âm. La trương âm không nói gì thêm, bà chỉ lặng lặng nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, đôi mắt tựa như trống rỗng lại như đang chứa đựng điều gì đó. Đào khê bị la trương âm nhìn mà cảm thấy không được tự nhiên, cậu muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng nhưng lại thấy bà bỗng rơi nước mắt khóc trong yên lặng mà lại đau đớn cậu bối rối đưa cho la trương âm một tờ khăn giấy nhưng bà không nhận mà lấy che mặt lặng lẽ khóc dường như nước mắt cứ chảy mãi không ngừng một lúc lâu sau bà nói với cậu xin lỗi cháu bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn có đôi lúc sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình đào khê nói không sao cậu biết căn bệnh trầm cảm của la trương âm rất nghiêm trọng nhưng lại không biết nên làm thế nào để động viên bà. Sau khi khóc xong, La Trương Âm bình tĩnh hơn một chút, bà ngẩng đầu nhìn Đào Khê một lần nữa, chăm chú nhìn thật lâu rồi mỉm cười, cháu rất giống A Tuệ. Đào Khê cẩn thận thuận theo mà hỏi, mẹ cháu là người như thế nào à? Ánh mắt La Trương Âm đang rơi trên gương mặt cậu như thể đang nhìn về một người từ rất lâu trước kia. Bà nói đứt quãng rất nhiều điều, phần lớn là những câu chuyện từ nhỏ đến lớn giữa bà và Phương Tuệ. Khoảng thời gian đó có lẽ rất vui vẻ, bởi vì lúc La Trương Âm kể lại, gương mặt bà mang theo ý cười nhàn nhạt. Đào Khê nghiêm túc lắng nghe. Cậu đã chứng minh được suy đoán của mình, đúng là La Trương Âm thích Phương Tuệ, là kiểu tình cảm như cậu thích Lâm Khâm Hòa vậy. Chỉ có điều, lúc La Trương Âm nói về chuyện Phương Tuệ mang thai thì cảm xúc bỗng chốc như sụp đổ. Bà lại ôm lấy mặt mà khóc, nước mắt chảy qua kẽ tay rơi xuống dưới tựa một kẻ sám hối đang quỳ phục xuống đất. Đào Khê bối rối an ủi la trương âm chột nắm lấy tay cậu giống như một người sắp chết đuối nắm chặt lấy tấm ván gỗ luôn miệng nói xin lỗi cô la cô không có lỗi với cháu đào khê nhíu mày tay của cậu bị bà nắm hơi đau thế nhưng la trương âm lắc đầu liên tục vẫn túm chặt lấy tay đào khê vừa khóc vừa nói năng lộn xộn không là cô có lỗi với a tuệ có lỗi với đứa con của a tuệ là lỗi của cô đào khê à xin lỗi cháu xin lỗi cháu đào khê nhìn la trương âm đắm chìm trong đau khổ trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng mãi lúc sau mới đợi được la trương âm bình tĩnh trở lại cậu tính nói về những chủ đề khác để rời đi sự chú ý của la trương âm nhưng bà bỗng nhiên ngước nhìn cậu cặp mắt đẫm nước mắt lóe lên một tia sáng giống như cuối cùng đã tìm ra cách để cứu rỗi bản thân bà kích động nói đào khê cô sẽ bù đắp cho cháu những gì cô nợ cháu mười mấy năm qua cô sẽ bù cho cháu cháu có thể coi cô như một người mẹ được không được không hả cháu bà gần như cầu xin đào khê như thể nếu cậu không đồng ý bà sẽ sụp đổ mất thôi trong lòng đào khê chỉ còn tiếng thở dài nặng nề với la trương âm chỉ có đứa con của phương tuệ mới có thể cứu bản thân bà thoát khỏi tuyệt vọng và tội lỗi bùa vây trước kia là dương đa lạc bây giờ lại là cậu cậu lắc đầu từ chối nhưng dùng giọng điệu dịu dàng hết sức có thể trả lời cô la cháu biết vì mẹ mà cô cảm thấy mắc nợ cháu cậu dừng một chút rồi tiếp lời nhưng người cô mắc nợ không phải cháu và cháu cũng đâu phải con cô. La Trường Âm có vẻ không hiểu ý cậu, sốt sáng nói, không sao, cô sẽ coi cháu như con ruột, con của A Tuệ là con của cô. Không biết bà đột nhiên nghĩ đến điều gì mà nắm tay đào khê chặt hơn, chua sót cưỡng cầu, đào khê à, dọn về đây ở đi. Cháu và Khâm Hòa cùng nhau sống ở đây, cháu có thể xem thằng bé là anh hai và chúng ta sẽ trở thành người thân của cháu thằng bé và cô sẽ cùng chăm sóc cháu được không? Đào khê nhìn người phụ nữ ôm yếu xanh sao trước mặt, lòng chợt buồn bã, không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, cô la, đối với cô, khâm hòa là gì ạ? À? La trường âm ngơ ngác nhìn đào khê trông như không hiểu cậu nói gì. Đào khê hít một hơi thật sâu, do dự một lúc rồi nói những điều bản thân muốn thốt ra, khâm hòa là con của cô, cũng giống cháu là con của mẹ vậy. Không phải là sợi dây tình cảm cô dành cho bà ấy, cũng chẳng phải là giấy bạc cô đền bù cho cháu người mười mấy năm nay cô cần bù đắp chưa bao giờ là cháu mà là lâm khâm hòa cô có biết không cậu chăm chú nhìn la trương âm nhưng bà lại lặng im trong ánh mắt âm trầm rồi bàn tay bà bỗng run lên và rụt lại tựa như chạm vào thứ gì đó sắc bén đào khê biết la trương âm đang trốn tránh vấn đề nên cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy và truyền nhiệt độ của mình sang cho bà nhìn thẳng vào mắt la trương âm và chậm rãi cất giọng cô là bản thân của mẹ cháu nên bà ấy trên trời cao chắc chắn sẽ không muốn thấy cô ấy nấy cả đời vì bà đâu bà hy vọng cô có một gia đình hạnh phúc và sẽ sở hữu niềm vui cho riêng mình như lúc hai người còn ở bên nhau nghe được câu này cuống họng la trừng âm nghẹn lại dữ rồi. bà cúi đầu nước mắt rơi lã chả trên chăn bông bà nghẹn ngào đáp nhưng cô không làm được chẳng còn cách nào để thoát khỏi tuyệt vọng nên cứ mãi sống trong núi tiếc hết ngày này qua ngày khác Đào khê thầm thở dài, mẹ la ơi, la trương âm ngẩng đầu, chớp mạnh đôi mắt mờ mịt rồi nhìn chàng thiếu niên đang khe khe cười với cô, cảm ơn vì đã nguyện ý làm mẹ của con. Con chỉ mong rằng mẹ của con và Khâm Hòa sẽ luôn khỏe mạnh và tươi vui, được không ạ? À? Ánh sáng màu vàng nhạt nhòa mà ấm áp từ cây đèn sàn chiếu vào góc giường. La Trương âm khóc không thành tiếng một hồi mới cho Đào Khê một câu trả lời, được.